Và có một điều có mong nhắc mọi người rằng là những người nào mà lợi dụng là người của công ty mà nói là gặp riêng, cho gặp riêng Phật tử, gặp riêng được thầy là hoàn toàn không có nha mọi người. Những người nào mà nhắn tin kêu là người của công ty mà nói mọi người là nếu mà dắt được gặp thầy riêng thầy thì mọi người đưa 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu là hoàn toàn không có. Còn nếu như tất cả mọi người Phật tử nào mà biết được thông tin, những ai mà nhắn tin cho mọi người hoặc là mọi người có lỡ chuyển khoản cho ai rồi thì cứ về công ty hoặc là có số hotline của công ty ngay trên cái bảng hiệu công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ nha mọi người, để cho anh em trong công ty có cách xử lý, chứ không có để cho những cái bọn đấy nó xuyên tạc và nó phản động. Con mong tất cả mọi người cố gắng hợp tác, đến với thầy là sẽ không có mất bất cứ một khoản tiền nào. Con mong mọi người cố gắng hợp tác. Mời quý vị và các bạn lưu công văn của Ủy ban nhân dân huyện Sakurai số 1816 ngày 8 tháng 11 năm 2024 về việc tổ chức thông tin tuyên truyền lưu động. 1. Đề nghị bà con trong huyện và khách thập phương về khu vực thôn 6 xã Sato lưu ý chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, đi đứng đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác tham gia giao thông. Không chen lấn xô đẩy, xếp hàng theo thứ tự, ai đến trước thì đứng trước, đến sau thì đứng sau, ứng xử văn minh, lịch sự, không để xảy ra sự việc đáng tiếc. Chú ý bảo vệ tài sản cá nhân, bảo quản tốt ví tiền và tài sản. Sáng hôm nay thì thầy sẽ đi con đường này. Rồi, mọi người nghe con nói đã, nghe con nói đã. Chính vì thế, cho nên là mọi người phải cố gắng hợp tác với lại cơ quan chức năng, với lại là chính quyền, để mọi người ngồi ngay ngắn. Khi thầy đi ngang qua không được cúng dường cho thầy, để thầy đi khất thực toàn bộ con đường này cho mọi người. Và mong mọi người hợp tác. Còn nếu xong, khi thầy đi khất thực xong thầy về công ty, thầy sẽ thuyền, hôm nay thầy sẽ thuyền. Và mong mọi người khi thầy khất thực xong mọi người phải giải tán. Bởi vì ngày hôm qua là tất cả mọi người là có một cái số người là ồn ào gây nhiễu loạn. Cho nên là sẽ hôm nay thầy sẽ đi khất thực con đường này. Mong mọi người hợp tác và nếu như thầy khất thực xong thì mọi người ai nấy sẽ về đi lao động, giải tán, chứ không có cái chuyện là lên gặp thầy ở trong đấy nữa. Thì con mong mọi người là cố gắng hợp tác. Nếu như mọi người không hợp tác ngày hôm nay thì ngày hôm sau thầy sẽ không ra đi khất thực con đường này nữa. Con mong mọi người cố gắng hợp tác. Không được ai cúng dường cho thầy nha mọi người nha.